Xin chào quý anh chị đầu tư, tôi xin được cập nhật tình hình tin tức giá lúa mì tuần qua. Giá hợp đồng tương lai đã tăng đáng kể trong tuần qua, với các hợp đồng kỳ hạn gần đều đã thiết lập đỉnh mới trên cả ba thị trường ngô, lúa mì và đậu tương. Hợp đồng kỳ hạn lúa mì tháng 5 tại Chicago đóng cửa hôm thứ Sáu ở mức 7,1 đô la một dạng, tăng 58 cent so với một tuần trước đó. Hợp đồng tương lai tháng 7 đóng cửa hôm thứ Sáu ở mức 7,12 đô la một dạng, tăng 1,8 đô la so với tuần trước đó. Các yếu tố hỗ trợ tăng giá: thời tiết giá lạnh ở một số khu vực lúa mì vụ đông gây lo ngại về chất lượng cây trồng. Tình trạng khô hạn diễn ra ở khu vực lúa mì vụ xuân của Mỹ và Canada. Giá ngô và đậu tương đều tăng, đồng đô la yếu và quỹ đầu cơ tiếp tục mua vàng. Dự báo thì giá hợp đồng tương lai sẽ có thể tiếp tục biến động trong tuần tới do dự báo thời tiết tiếp tục thay đổi. Như vậy chúng ta xin điểm bắt tin chính. Tính đến ngày 25 tháng 4, 49% lúa mì vụ đông ở nước Mỹ được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, thấp hơn so với tuần trước đó ở mức 53%, giảm so với mức 54% cùng kỳ năm ngoái. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây, chất lượng lúa mì đây. Đây là cái báo cáo tuần trước và nó ra vào thứ hai tuần này đây, 49%. Là chậm hơn. Tức là nhìn chung ra thì tin tức vẫn đang tiếp tục hỗ trợ. 10% sản lượng lúa mì vụ đông đã cụm đầu so với 13% của năm trước và mức trung bình là 14%. 28% lúa mì vụ xuân cũng đã được trồng, nhanh hơn nhiều so với tiến độ 13% của năm trước và cao hơn mức 9% trung bình 5 năm. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái tin tức thì bên vụ đông thì vẫn còn có thời tiết nó khó khăn hơn một chút. Vì thời tiết ở Mỹ hiện tại nó đang khô hạn, nhưng mà cũng bởi vì vấn đề khô hạn cho nên là cái vụ lúa mì vụ xuân hiện tại đang trồng ấy thì nó dễ dàng hơn, bởi vì khô thì dễ canh tác. Tuy nhiên là mọi người phải nhớ là lúa mì vụ đông thì thu hoạch vào mùa hè, còn lúa mì vụ xuân thì sẽ thu hoạch vào mùa thu, cho nên là cái thời điểm mà mình thu hoạch trước thì sẽ là cái vụ đông trước, cho nên là giá nó sẽ thường là nó phản ứng với cả cái thông tin về vụ đông nhiều hơn là vụ xuân. Dữ liệu trong báo cáo doanh số xuất khẩu của lúa mì của USDA trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 4 cho thấy là xuất khẩu lúa mì vụ cũ đạt 240.000 tấn, giảm đáng kể so với một tuần trước đó, nhưng cao hơn 55% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Mexico là nước mua lớn nhất, chiếm 137.000 tấn, tiếp theo là Đài Loan với mức là 46.000 tấn. Thì đây là cái biểu mọi người cũng có thể nhìn thấy đây, thì là cái mức dự kỳ vọng là không đến 200.000, thì mình đã đạt được 240.000 rồi. Thế còn cái vụ mới bên dưới này thì là vào kỳ vọng thôi. Thế nhìn chung ra vào cái thời điểm này thì là tiêu thụ lúa mì đánh giá như vậy là vẫn là tốt. Giá lúa mì xuất khẩu của Nga trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 4 cũng tăng. Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp. Công ty tư vấn IKA cho biết lúa mì Nga với 12,5% protein từ các cảng biển đen cung cấp trong tháng 4 có mức giá FOB và mức là 248 đô la một tấn, tăng 1 đô la so với tuần trước. Thì chúng ta cũng bình thường thì HCT cũng thường cung cấp cái biểu FOB của một số mặt hàng. Thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái biểu màu đỏ, đây là sẽ là giá lúa mì Nga và United States là Mỹ đấy, màu đen. Thì trông như vậy thôi thì tất nhiên là Nga là cường quốc số 1 xuất khẩu lúa mì, thường lúa mì Nga là rẻ nhất. Tuy nhiên là giá lúa mì Mỹ cũng là rẻ thứ hai, thì tương đối là vẫn còn là mức cạnh tranh là còn tương đối tốt. Tuy nhiên là mọi người hiểu đây là cái giá giao ngay ấy. Đấy, thì cái giá tương lai của mình thì nó đã về cái mức là tầm 280-300 rồi đấy, mình đã về cái mức này đó. Thì hiện tại bây giờ trông như vậy thì giá lúa Mỹ thì vẫn còn tương đối là mức cạnh tranh. Tuy nhiên là đến thời điểm tới thì sẽ còn là tháng 5 thì nó sẽ còn là liệu có tăng được hay không thì vẫn còn phải xem thêm là cái yếu tố thời tiết là còn có bất lợi hay không. Đấy, nếu mà tiếp tục là có những cái lượng mưa tương đối là lớn thì giá sẽ điều chỉnh. Trung Quốc thì một trong những cái nhà tiêu thụ rất là lớn thì đã bán 111.000 tấn lúa mì, tương đương với 10,2% tổng lượng chào mùa trong một cuộc đấu giá dự trữ gần đây vào ngày 14 tháng 4. Giá trung bình phải trả vào khoảng là 10 đô la một dạng. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Trung Quốc đã dùng lúa mì dự trữ để thay thế cho ngô trong bối cảnh hiện tại là giá ngô đã đắt hơn giá lúa mì.
Trước dữ liệu trồng thống kê của các nước ước tính của Canada về kế hoạch trồng vụ lúa, các nhà phân tích đang ước tính diện tích trồng lúa mì năm nay của Canada là vào khoảng 23,7 triệu mẫu anh, giảm từ 25,0 triệu mẫu so với năm 2020. Một trong những cái tin khác là Sở Giao dịch Ngũ Cốc Buenos Aires cho biết nông dân Argentina dự kiến sẽ trồng 6,5 triệu hecta lúa mì trong niên vụ 21-22, không thay đổi nhiều so với vụ trước đó. Việc gieo hạt lúa mì của Argentina thì bắt đầu từ tháng 5 và sẽ dự kiến là thu hoạch kết thúc vào tháng 1 năm sau. Các nhà xuất khẩu lúa mì của Nga đang đấu thầu mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh mới, mặc dù họ biết là sẽ phải trả rất là nhiều thuế để vận chuyển ngũ cốc từ Moscow đến các nước khác, do Nga hiện tại là áp lên một cái mức thuế mới cho các cái mặt hàng nông sản. Nga thì sẽ áp dụng thuế xuất khẩu lúa mì từ ngày 2 tháng 6 với mục đích là nhằm hạ nhiệt giá ngũ cốc trong nước. Một lô hàng lớn lúa mì Romania đã lên đường đến Pháp, đánh dấu cho một đợt nhập khẩu ngũ cốc lớn bất thường của nước này. Một tin khác nữa là xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ đạt 20,6 triệu dạ, tăng từ 17,2 triệu dạ so với tuần trước và cao hơn so với mức cùng kỳ là 19,9 triệu dạ. Thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là từ cái đợt cuối tháng 3 thì cái mức xuất khẩu của lúa mì của Mỹ là tự nhiên là đột biến là tăng lại. Cái này cũng đi chung với cái đà bất ngờ tăng lại của lúa mì trong vòng cuối tháng 3 đến tháng 4 đây, tăng rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì là chủ yếu là nhà mua Trung Quốc người ta quay trở lại người ta mua. Về vị thế giao dịch khối quỹ, mọi người có thể nhìn thấy cái xu thế đầu cơ hiện tại của lúa mì thì vẫn còn tương đối là chưa rõ ràng. Thì có những tuần thì sẽ là chuyển sang là dương bán, có những tuần thì lại chuyển về dương mua. Chủ yếu thì mọi người sẽ phải nhớ rằng là cái vụ thu hoạch lúa mì hiện tại thì là đã đến cận kề rồi. Thì bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 8 sẽ là thu hoạch lúa mì. Do đó thì là các cái thông tin nó còn tương đối là bất ổn và cái nhu cầu hiện tại thì vẫn chưa đến là cái nhu cầu mua lớn. Thường thì là vẫn cứ phải về đến cuối năm thì nhu cầu mua bắt đầu mới lớn, thì cái vị thế giao dịch lúc đó mới rõ ràng. Vừa rồi là cái phần phân tích về tin tức tuần qua cho lúa mì. Tôi xin chuyển qua rất nhanh đến phần phân tích kỹ thuật. Thì ở phần phân tích kỹ thuật mọi người có thể nhìn thấy là sau một cái khoảng thời gian từ đầu tháng 4 là giá chạy theo kênh xu thế rất là đẹp. Thì bất ngờ đến cuối tháng 4 thì giá bứt phá theo một cái xu thế mới còn mạnh mẽ hơn. Và ngay lập tức là phá biên 700 và tạo đỉnh mới mức 760. Với tốc độ tăng rất là nóng và gần như rằng là không có nhiều hỗ trợ, không có nhiều thời gian, tăng rất nhanh. Thì đến đúng vào cái tuần hôm qua, là cái ngày hôm qua thứ hai đó là ngày 28, thì là đến cái thời điểm rất sát từ cái thảo đáo hạn tháng 5 rồi, thì bắt đầu mình thấy rằng là các nhà đầu tư đầu cơ có tín hiệu là đảo chiều điều chỉnh đó. Mọi người nhìn thấy rằng là giá tăng được bao nhiêu, giảm được nhiêu ạ? Thì trước mắt thì bây giờ ta làm sao? Trước mắt thì ta nhìn thấy rất rõ ràng rằng là có cái mức hỗ trợ tâm lý 700 và 710 đấy. Thì bây giờ là giá cứ về sát cái vùng đấy, mua được càng sát thì càng tốt, thì mà nó gãy thì ta đóng luôn, tăng lại thì ta mua lại thôi. Chứ còn hiện tại thì bây giờ là sẽ là điều chỉnh đấy. Hiện tại bây giờ thì là thị trường lúa mì sẽ là vẫn là cái thị trường dựa theo thời tiết ạ. Đấy, thì bây giờ là bởi vì sao? Bởi vì là đã cận kề cái thời điểm thu hoạch rồi. Thì bây giờ là có mưa tốt, có thời tiết có thuận lợi thì là mọi người sẽ nhìn ôi thì có thể là vụ mùa sẽ là tốt thì giá sẽ giảm. Thế còn bây giờ có bất cứ một cái biến động gì thì giá sẽ lại tăng vùn ạ. Thì rõ ràng mọi người sẽ nhìn thấy rằng là hiện tại, một cái thời điểm hiện tại bây giờ trên thế giới thì nó rất nhiều các cái tin tức lo lắng, lo âu, rồi Covid, rồi tất cả mọi thứ. Cho nên rằng là để kỳ vọng ra một cái thứ nó mưa thuận gió hòa thì nó sẽ khó hơn là những cái gì bất ổn mà người ta lo lắng đẩy giá nó lên cao. Cho nên là cái khả năng tăng của nó thì sẽ là vẫn còn. Đó, tuy nhiên là khi mà đến bắt đầu giữa tháng 5 đó thì mọi người sẽ phải nhìn ra rằng là hiện tại bây giờ chúng ta đang là rất gần đỉnh, cho nên là vẫn buộc phải mua đỉnh lên, nhưng mà ăn đánh ngắn thôi và phải cắt lỗ ạ, chứ không thì là khi mà giá đảo chiều khả năng là giảm tương đối là sâu.